OK, chào mừng mọi người đến với buổi chia sẻ lập trình của VinTutor. Thì VinTutor là một tổ chức giúp kết nối gia sư và người học, và hiện nay chúng tôi đang tổ chức một cái sự kiện, đó là chúng ta sẽ có một cái phòng học để các bạn học sinh và sinh viên có thể ngồi trao đổi với nhau và chia sẻ với nhau những cái kinh nghiệm. Thì đây là một trong những cái hoạt động mà chúng tôi mong muốn hướng tới, đó là cứ 7 giờ tới 8 giờ tối hàng tuần thì chúng tôi sẽ có một buổi chia sẻ về hầu hết mọi vấn đề trên trên về lập trình. Thì hôm nay chúng ta sẽ tìm đây là một buổi chia sẻ về lập trình game do VinTutor tổ chức. Thì dự kiến là hôm nay dự kiến là một buổi lập trình web, tuy nhiên thành viên lập trình web của VinTutor có việc buồn nên là sẽ chuyển sang ngày hôm sau, và hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu chia sẻ với một con game này. Thì đây là một buổi chia sẻ, và nên là vì nó là một buổi chia sẻ nên mọi người có thể trực tiếp đưa ra những cái góp ý hoặc là ý kiến và những câu hỏi trên comment trong đường link của chúng tôi. Thì khi mà các bạn vào đây thì chắc sẽ lướt qua cái web của VinTutor rồi, là chúng ta tổ chức một buổi chia sẻ ở trên Google Meet nên là các bạn có thể comment trực tiếp ở đó. OK. Thì hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ về một con game Brick Breaker. Thì để tôi bây giờ tôi sẽ chạy thử cái game này nha. Thì gameplay của chúng ta rất đơn giản thôi. Chắc là cái game này thì hầu như là tất cả mọi người đều biết rồi, vì nó là một game tuổi thơ luôn rồi. Đây là gameplay của nó. Thì hầu như là mọi người đều biết game về game này, nhưng mà tôi vẫn sẽ hỏi qua sơ lại cái gameplay của chúng ta. Thì đầu tiên chúng ta sẽ có một cái paddle, cái vật để chúng ta có thể di chuyển sang bên trái hoặc là bên phải. Thứ hai là chúng ta sẽ có một cái ball để có thể phá những cái block trong game, và phần cuối cùng đó là những cái block. Thì những block được chia ra làm hai phần chính. Thứ nhất là những cái block có thể phá được và những cái block không thể phá được. Và trong những cái block có thể phá được thì chúng ta cũng sẽ chia ra những cái damage level khác nhau, có nghĩa là những cái block có thể sẽ có những block banh chạm vào một lần là phá, mà cũng có thể có những block banh chạm vào hai ba lần thì nó sẽ phá. OK. Rồi, phần đầu tiên thì chúng ta sẽ set up cái game của chúng ta. Thì bây giờ để bắt đầu thì tôi sẽ tạo một cái project Unity mới nhé. Thì nói sơ qua về Unity thì nó là một cái, có thể gọi là một cái game, một cái engine để tạo à, đặt tên đây, Brick Breaker 2 đi. À, chọn 2D này. Thì nói sơ qua về Unity thì nó là một cái engine rất là nổi tiếng bây giờ, với một cộng đồng rất là lớn. Và với Unity, Thầy các bạn có thể tạo các bạn thầy có tắt chim mà thầy ơi. thể Chim mà thầy ơi. Ủa? Sorry, sorry nha. Là để xa hết luôn. Rồi, xem lần đầu cũng khóc luôn rồi. OK, thì với Unity các bạn có thể tạo một tựa game với hoàn toàn là không cần code gì cả. Thì vì nó có một cái cộng đồng rất là lớn đã hỗ trợ sẵn cho các bạn những cái asset. Và OK, cuối cùng cũng lên. Thì khi mà tạo một cái project trong Unity thì cái màn hình đầu tiên các bạn sẽ thấy nó sẽ là như thế này. Đầu tiên là tôi sẽ giới thiệu sơ qua một vài thứ nhé. Đầu tiên là những cái skin, là nơi mà các bạn sẽ kéo thả những cái object của mình. Và ở dưới là cái phần access, là nơi các bạn sẽ lưu những cái thông tin, ví dụ như là hình ảnh hoặc là âm thanh này nọ.
Rồi. Thì để làm game Bricker thì tôi có chuẩn bị sẵn một cái thư mục Pyrit là những cái hình ảnh mà chúng ta sẽ cần ở trong game này. Bây giờ tôi sẽ copy vào. Ok. Thì phần đầu tiên của chúng ta đó là sẽ là setup và vật setup những cái hình cũng như là vật lý trong game. Thì để tạo ra một cái object trong Unity thì các bạn chỉ cần đơn giản là chúng ta có cái hình ở đây thì các bạn chỉ cần đơn giản là kéo cái hình đó lên thôi là chúng ta đã tạo ra được một cái object trong Unity rồi. Thì đây, ở bên đây là cái object chúng ta vừa mới tạo. Thì trong Unity những cái game, những cái object này thường sẽ được cấu thành từ những cái component, là những cái thành phần ở bên này các bạn sẽ thấy đây là những cái component, ví dụ là transform hoặc spiral renderer là những cái component cơ bản. Thì ở cái phần component transform thì các bạn sẽ thấy đầu tiên đó là position, có nghĩa là vị trí của cái vật này. Đây là một cái component cơ bản ấy, và nó lưu ba thông tin, gọi là position, rotation và scale. Thì position nó sẽ lưu cái thông tin của các bạn, thông tin của cái vật trong của chúng ta theo góc, đó là x, y, z. Để tôi đang có chuẩn bị thì phải. Đây. Thì trong Unity các vật của chúng ta sẽ được lưu theo tọa độ x, y, z. Đây là cái, nói chung là cái tọa độ mà hồi cấp 2 các bạn đi học ấy. Thì chắc là một cái kinh nghiệm xương máu rồi, nên là chắc các bạn sẽ nhớ là tọa độ x, y, z ha. Rồi, khi mà tôi di chuyển cái vật này thì các bạn có thể thấy là cái position của chúng ta nó sẽ thay đổi. Và cái thứ hai đó là rotation, đó là sẽ là cái góc quay của chúng ta. Để tôi kéo một cái vật khác đi. Đây, ví dụ như tôi quay cái hình của chúng ta như thế này thì các bạn có thể thấy là cái rotation góc Z của chúng ta nó sẽ thay đổi, và tôi sẽ thành chính là cái mà chúng ta quay cái vật thể của chúng ta. Ok, và cái cuối cùng là scale, đó là tỷ lệ của vật thể. Thì nếu các bạn muốn thay đổi cái tỷ lệ của vật thể, ví dụ như là muốn nó to lên thì các bạn có thể thay đổi cái scale này. Rồi, ví dụ như tay lên 2 thì các bạn có thể thấy là cái vật thể của chúng ta nó sẽ to ra. Ok, và cái component cơ bản thứ hai đó là Spirit Renderer, là đơn giản nó là thằng mà quyết định xem là cái vật này nó trông như thế nào thôi. Đấy. Rồi thì trong game chúng ta cơ bản là nó sẽ chỉ có ba cái thành phần chính, một là cái block, hai là bone và thứ ba là cái pedal này. Thì như các bạn có thể thấy là ở đây tôi chuẩn bị sẵn ba cái pedal. Thì nhìn nó thì na ná nhau thôi, nhưng mà thực chất là nó các bạn nó khác nhau một xíu ở cái dòng điện này. Thì nếu các bạn đã từng xem anime thì chắc bạn cũng sẽ biết là những cái hoạt ảnh trong anime thì nó được cấu thành từ những cái hình khác nhau, những cái frame, và từ những cái hình đó chúng ta sẽ ghép lại để tạo ra một cái hoạt ảnh. Thì trong Unity nó cũng giống như vậy. Và với những cái animation từ 2D thì chúng ta sẽ tạo ra hoạt ảnh bằng cách ghép những cái frame này với nhau. Và để tạo ra một cái animation trong Unity thì rất là đơn giản, là các bạn chỉ cần chọn tất cả các frame, các hình của chúng ta và kéo lên trên cái skin này thì nó sẽ tự động tạo cho các bạn một cái animation. Thì tôi sẽ đặt là bắt đầu nhé. Ok. Và khi mà chúng ta chạy game thì các bạn có sẽ thấy là cái animation của chúng ta nó sẽ được thực hiện rồi. Ok. Rồi ở đây nó hình như là cái bắt đồ và cái banh của chúng ta này thì nó hơi to một xíu, thì tôi muốn nó nhỏ lại. Thì để mà điều chỉnh nhỏ lại một vật hoặc là to lên một vật trong Unity thì có rất nhiều cách. Thì các bạn cách đầu tiên là các bạn có thể chỉnh cái scale này để nó nhỏ lại, ví dụ là chỉnh thành 0.5 thì nó nhỏ lại đó.
Nhưng mà thực chất thì cách này nó hơi tù, nên là có một cách khác, đó là các bạn có thể chọn vào cái hình, cái spirit để mà tạo thành cái hình của cái bản đồ ấy. Thì ở đây nó có một cái variable là pixel per unit, có nghĩa là bao nhiêu pixel trên một unit. Thì nếu các bạn muốn nó to ra, ví dụ như bây giờ nó đang là 100 pixel trên một unit, thì nếu các bạn muốn to ra thì các bạn có thể chỉnh nó lên. Như tôi muốn chỉnh nó là 160 trên một unit đi, thì nó sẽ to ra, ê, nó nhỏ lại. Và nếu các bạn muốn to ra thì các bạn có thể chỉnh lại nó là nhỏ hơn. Ok, thì tương tự với bold ha, chỉnh nó khoảng 100 200 đi. Rồi thì chúng ta đã xong cái phần setup cho tựa game, bao gồm cái bezel, bone cũng như là block square. Phần thứ hai là về vật lý trong game. Ok, thì hiện tại thì để tôi chạy thử game nha. Đây thì nói chung là hiện tại khi mà các bạn chạy game thì nó sẽ chả có cái quái gì cả, tại vì nó không, chúng ta chưa setup gì cho nó hết. Và bây giờ tôi muốn là trong tựa game cuối cùng của chúng ta thì trái banh nó sẽ dội ngược khi mà nó chạm vào một vật thể, như ví dụ như cái lock này thì nó sẽ dội ngược lại, hoặc là nó chạm vào tường thì nó sẽ dội ngược lại. Nó tương tự như vậy. Thì làm sao để làm được như vậy? Thì để có thể dội ngược lại cũng như di chuyển thì các bạn thêm vào một cái là rigid body. Đây. Ở đây khi mà các bạn search rigid body add component này thì nó sẽ ra hai cái là rigid body và rigid body 2D. Thì tựa game của chúng ta đang làm là 2D nên tôi sẽ chọn rigid body 2D. Thì đây là một cái component cơ bản là nó sẽ quản lý những cái vật lý trong game. Thì khi mà thêm vào cái component này, có nghĩa là cái trái bóng của bạn nó đã được thêm vào vật lý rồi. Đây thì tôi sẽ chạy thử game nha. Thì khi mà thêm vật lý rồi thì đơn giản là nó sẽ tác động bởi trọng lực. Đây, trọng lực relativity scale. Thì đơn giản là nó chỉ rớt xuống thôi. Đó. Và sau khi đã thêm được vật lý vào trong game rồi thì bây giờ chúng ta sẽ thêm một cái gọi là collider. Thì collider là gì ạ? Đơn giản collider gọi gọi nói chung là nó sẽ quản lý cái va chạm giữa hai vật. Thì đơn giản là bây giờ nếu tôi chạy game đi thì khi trái banh nó chạm vào cái vật này thì đơn giản là nó lướt qua thôi, nó không làm gì cả. Thì thằng đây nó lướt qua rồi không làm gì cả. Thì nếu không có collider thì nó sẽ không biết rằng là khi hai vật nó va chạm vào với nhau thì nó sẽ xảy ra cái gì. Thì đơn giản là nó chỉ lướt qua nhau thôi. Thì để mà khi mà hai vật nó va chạm vào với nhau và có một cái tác động gì đó thì các bạn sẽ phải thêm một cái gọi là collider. Đây, thì khi các bạn mà search collider thì nó sẽ ra một đống thứ như thế này, một đống thứ như này. Thì chất thì nó cũng sẽ giống nhau thôi, nhưng mà nó sẽ chia ra nhiều loại, ví dụ là box collider cho hình vuông và circle collider cho hình tròn. Thì nói chung là nó tạo ra nhiều cái để có thể phù hợp với cái hình của các bạn. Rồi, vì đây là cái bóng của chúng ta có hình tròn nên tôi sẽ chọn circle collider và thêm collider cho cả thằng block square, thì tôi sẽ thêm block collider. Ok. Thì sau khi thêm collider rồi thì hai vật này nó đã biết được là khi va chạm nó sẽ làm cái gì. Thì đơn giản là khi mà va chạm thì hai vật này nó sẽ đứng trên nhau như thế này. Ok. Và một điều nữa là thực chất cái va chạm của chúng ta nó xuất hiện ở trên collider chứ không phải là trên cái hình của chúng ta. Ví dụ như bây giờ tôi kéo cái offset của cái collider này lên một xíu đi. Đây. 1.5 nhé. Thì khi chúng ta chạy game, để tôi sẽ kéo cái task screen qua đây nhé. Thì khi chúng ta chạy game, cái trái bóng của chúng ta nó sẽ va chạm vào cái block trên cái collider này. Như các bạn có thể thấy là nó đây là va chạm của hai collider chứ không phải là cái hình thực chất là cái hình của chúng ta. Và nếu các bạn chỉnh lại là 1-1 đi,
Khi chúng ta di chuyển cái collider thì trái bóng nó cũng sẽ di chuyển dựa theo collider đó. Ok vậy thôi thì rồi đó là về giới thiệu sơ qua về Busybody cũng như là collider, và tiếp theo là về physics material. Thì trong tựa game cuối cùng của chúng ta, đó là tôi muốn chơi bóng là khi mà nó đụng vào cái block thì thay vì nó chỉ đứng yên trên block thôi thì nó sẽ bật ngược lại, nó sẽ nảy ngược lại. Thì làm sao để làm như vậy? Thì chúng ta sẽ phải thêm vào một cái đó gọi là physics material. Thì bây giờ tôi sẽ tạo một cái folder ở đây nhé. Gọi là material đi. Rồi. Và tạo ra một cái physics nằm ở đâu nhỉ? Đây, physics material. Oh. Physics material. Tôi muốn tìm một cái physics material mà 2D nó nằm ở đâu không? Và ở trong cái physics material của chúng ta thì nó sẽ có những cái variable chính, đó là dynamic friction, có nghĩa là cái ma sát, nói chung là friction là ma sát. Và cái thứ hai chúng ta cần quan tâm đó là bounciness. Đây, để mở cái này đi, nó sẽ dịch. À, và khi mà các bạn có bất kỳ một vấn đề nào đó trong Unity thì các bạn có thể tìm thông tin về nó trên Unity document. Thì nó sẽ gọi là giới thiệu chi tiết cho chúng ta về cái component đó làm cái gì, và cũng như là những cái function đó thì nó sẽ làm cái gì. Như đây, bounciness của chúng ta thì nó sẽ là quyết định xem là cái surface, cái mặt phẳng của chúng ta nó nảy bao nhiêu, và không là có nghĩa là không nảy, và một có nghĩa là nảy. Và ok thôi, nói chung là test thử thì chúng ta sẽ biết là cái công dụng của nó như thế nào. Thì trong game chúng ta thì tôi muốn cái bom này khi mà nó chạm vào một cái bất kỳ vật thể nào, ví dụ như cái block hoặc là cái bed đồ chúng ta, thì nó sẽ nảy. Thì tôi sẽ để là một đây, và để không friction đi, rồi kéo cái đó. Việc chúng ta cần làm đó là đơn giản là kéo cái physics vừa tạo vào cái rigid body 2D này. Ô chết, có nghĩa là cái physics này là của 3D, tôi không tìm thấy là cái physics 2D nó nằm đâu nhỉ. Hay là nãy tôi tạo cái asset này là cũng 3D à? Đây đây, physics material 2D, lỗi mọi người, nó hơi nhầm một xíu. Đây thì nó nói chung là nó cũng sẽ hoạt động tương tự với thằng 3D, nó có hai cái là ma sát và độ nảy. Thì tôi sẽ set up như y chang như hồi nãy và kéo cái physics của chúng ta vào đây. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ tải thử game. À, để cái banh lên một xíu nha. Đây, như mọi người có thể thấy là trái banh của chúng ta nó sẽ khi mà chạm vào cái block thì nó sẽ nảy lên như thế này, nảy lên. Ok. Vậy là chúng ta đã xong phần vật lý của game rồi. Tiếp theo sẽ là phần bọc level, bọc mask. À, là trong game của cuối cùng của chúng ta thì nó sẽ có bốn bức tường xung quanh. Đơn giản là có bốn bức tường xung quanh, thì bây giờ tôi sẽ tạo cái bốn bức tường đó, tạo collider thôi. Thì nói chung là chúng ta sẽ thêm collider này. Polygon collider 2D. Rồi. À, như các bạn có thể thấy là khi chúng ta thêm vào Polygon Collider 2D thì nó sẽ xác định cái vật thể của chúng ta và tự thêm cái Collider này. Rất là tiện lợi. Ok. Cái này là sẽ là Grab đi. Chúng ta không biết đặt tên gì bây giờ, hơi rối. Stop. Ok, thì cái phần này đơn giản là chúng ta sẽ tạo những cái box collider xung quanh cái map chúng ta, để khi mà
cái băm nó đụng vào thì nó sẽ nảy ngược lại, đơn giản là vậy. Cái này sẽ là bottom rồi, và thêm hai cái nữa là bên left cũng như là right. À, và trong cái cuối cùng, thế rồi, này con ghi, ok, thì trong game của chúng ta khi mà trái banh nó vượt, nó đi xuống dưới cái thằng pedal này, có nghĩa là chúng ta không thể nhảy ngược cái trái banh lên được thì sẽ là thua cuộc. Thì để làm sao, thì khi mà bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái script để có thể mà biết được rằng khi mà trái banh nó rơi xuống đây thì chúng ta sẽ thua. Thì đơn giản là bây giờ nó khi mà nó trái banh nó rơi xuống dưới thì đơn giản là nó sẽ rơi vô tận thôi, chứ nó không làm gì cả. Thì làm sao để nó biết được là chúng ta sẽ thua? Thì bây giờ tôi sẽ giới thiệu một xíu qua về cái box collider này, về trigger hả? Ok. Thì ý tưởng cơ bản đó là khi mà trái banh của chúng ta nó rơi xuống đây và nó chạm vào cái thằng bottom ở dưới này, chạm vào đây thì chúng ta sẽ quy định là đã thua game. Thì để làm sao, thì nếu ok, thì nếu các bạn để bình thường như thế này, để tôi chạy thử nha, thì đơn giản là khi mà nó chạm vào cái thằng thanh ở dưới ấy, thì nó sẽ bật ngược lên lại, chứ nó sẽ không quy định là chúng ta đã thua. Thì làm sao để làm như vậy? Đầu tiên là chúng ta sẽ ngăn nó bật ngược lên lại bằng cách là chúng ta sẽ thay vì nó quy định nó là collision thì chúng ta sẽ quy định nó là một cái trigger. Thì một xíu tôi sẽ giới thiệu kỹ hơn về cái trigger này. Thì bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái script đầu tiên nhé, một cái folder đi là script, và đặt tên nó là lose. Và script này nó sẽ quyết định chúng ta là khi mà trái banh nó rớt xuống dưới thì chúng ta sẽ thua trong cái màn đó. Rồi đặt nó vào button này. Xóa cái này đi. Ok, thì khi mà hai vật nó chạm vào với nhau, khi hai vật có collider chạm vào nhau nhé, thì nó sẽ gọi một cái hàm gọi là on collision enter 2D. Đây, đây là cái hàm nó sẽ gọi khi mà hai cái vật chạm vào với nhau, có nghĩa là khi trái banh nó chạm vào cái bất tầm này của chúng ta thì nó sẽ gọi cái hàm này một lần. Nhưng mà nhưng mà tôi không muốn là khi trái banh nó chạm vào cái button thì nó sẽ văng ngược lại, nên là tôi sẽ chọn một cái là e-trigger ở đây, có nghĩa là chúng ta sẽ quy định là cái thằng collider của cái thằng button này nó là một thằng trigger chứ không phải là một thằng collision. Thì thay vì cái function nó gọi là on collision enter 2D thì nó sẽ gọi một cái function khác cũng tương tự là on trigger enter 2D. Đây, nó sẽ trả về cái function này một lần khi mà hai cái vật là trái banh và cái bottom này nó chạm với nhau. Thì đơn giản thôi, bây giờ tôi muốn là khi mà nó chạm vào nhau thì chúng ta sẽ dừng game lại thôi. Thì chúng ta sẽ dùng một cái hàm là time scale này bằng không, có nghĩa là khi mà time scale mặc định ban đầu nó sẽ là một, và khi chúng ta quy định là không thì tất cả mọi thứ trong game sẽ dừng lại. Các bạn chắc trong các phần sau thì tôi sẽ làm thêm về cái này, đó là khi mà thua thì chúng ta sẽ có một cái màn hình UI hoặc là gì đó hiện lên, có nghĩa là nó sẽ có một cái nút là bạn đã thua rồi và reset level. Nhưng mà hiện tại thì
chắc là cái đó trong những phần sau tôi sẽ làm, và hiện tại thì chúng ta sẽ đơn giản đó là dừng game lại thôi. Đây, khi mà trái banh nó rớt xuống dưới này thì đơn giản là nó sẽ dừng cái game của chúng ta lại, khi mà nó chạm vào đây thì dừng cái game của chúng ta lại. Ok, qua phần tiếp theo đó là vấn đề của chúng ta và cách giải quyết. Ok, vấn đề thì cái problem của chúng ta bây giờ đó là tôi muốn cái paddle này nó sẽ di chuyển theo con chuột để có thể đón được cái banh này. Thì cái cách giải quyết của chúng ta đầu tiên đó là chúng ta sẽ tìm vị trí chuột, tìm vị trí của con chuột trên cái màn hình này, và thứ hai đó là chúng ta sẽ di chuyển cái paddle theo con chuột đó theo chuột x, có nghĩa là cái paddle của chúng ta nó sẽ có thể di chuyển qua lại trái hoặc phải. Ok, thì để di chuyển được như vậy thì chúng ta sẽ tạo thêm một cái script nữa, paddle đi.